vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh từ ngày 24 tháng 5, thời tiết đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng. Đặc biệt khu vực thành phố Lào Cai thì đêm về sáng có mưa rào và dông, ngày nắng oi, vùng cao đêm về sáng trời lạnh. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh thời tiết mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, có sét đánh trong mưa dông. Đặc biệt là những trận mưa dông nhiệt xuất hiện vào các buổi chiều sau một ngày nắng nóng. Khi trời sắp xảy ra mưa dông thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên vào nhà, nhất là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Nếu ở ngoài trời tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy móc, hàng rào sắt. Còn bây giờ là thông tin chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%.